Với tình hình diễn biến rất phức tạp ở trên thế giới ở ngay những ngày đầu tiên, tháng đầu tiên của năm 2022 và đã tác động rất là mạnh tới tất cả các thị trường, không chỉ thị trường trong nước, không chỉ thị trường quốc tế mà nó ở tất cả các thị trường khác nhau, từ thị trường cổ phiếu sang thị trường năng lượng, sang thị trường kim loại quý, sang thị trường nguyên liệu sản xuất và sang rất là nhiều thị trường khác. Hình như gần như là tất cả nó đang liên quan mật thiết với nhau và thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không nằm ngoài cái sự ảnh hưởng đó. Với cái bài phân tích của tôi vào đầu tháng 3 thì tôi có nhận định rằng là đứng ở cái vùng 1510 này là cái vùng test lại và từ đây giá nó sẽ đổ xuống phía dưới. Và hôm nay là ngày 14 tháng 3 thì ở cái bài ngày 3 tháng 3 tôi nhận định rằng cái nhịp điều chỉnh giảm ngắn nhất là nó có thể về tới vùng 1440 và đến sáng ngày hôm nay thì chỉ số VN Index đã về đến đây rồi. Và với cái đà bán mạnh như thế này thì tiếp tục cái vùng tiếp theo tôi cho rằng là cái vùng chờ mua tốt nhất, lý tưởng hơn đó là ở vùng 1360. Thưa quý vị nhà đầu tư, trong đầu tư tài chính thì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể vào thị trường được mà chúng ta cần phải tính toán, chờ đợi những cái nhịp sóng mới. Và thường là một nhịp sóng tăng thì bắt đầu bao giờ nó cũng đi kèm với một nhịp sóng hồi. Và chờ đợi kết thúc cái nhịp sóng hồi thì chúng ta mới nên quay trở lại. Và với thị trường chứng khoán Việt Nam thì các bạn nhìn ở trên đồ thị này là từ đỉnh T2 thì chúng ta cần phải chờ đợi cái sự kết thúc nó là về L2 và nó đang ở từ T2 về L2 đi ba nhịp là A, B và C. Và chờ kết thúc C và khi kết thúc điểm C ở quanh, có thể ở quanh khu vực 1400, có thể là khi xuyên qua cái vùng 1440 này thì có thể về một vùng 1360. Và nếu như cho dù là ở vùng 1440 hay 1360 thì cái điều kiện quan trọng nhất nó là gì? Nó là cần phải tạo ra được một cái mô hình sóng đảo chiều thì từ đấy chúng ta mới có thể quay trở lại thị trường được. Còn trên đây là cái bài phân tích nhanh với xu hướng của thị trường chứng khoán trong nước. Rất là vui được chia sẻ những cái điều này. Nếu như anh chị em nào đã theo dõi các cái bài phân tích của tôi từ cuối năm trước thì tôi luôn nhận định rằng cái nhịp điều chỉnh này nó phải nhanh nhất, nó phải hết quý 1 của năm 2022 và bây giờ đang là giữa tháng 3 và chúng ta chờ đợi 2 tuần nữa để chờ đợi xem cái nhịp kết thúc của nhịp sóng hồi này vào cuối tháng 3 như thế nào. Và cá nhân tôi thì tôi vẫn đang quan sát rất là chi tiết, quan sát rất là cẩn trọng ở thị trường để tìm cái nhịp sóng hồi này và từ đây nó tạo ra cái mô hình sóng đảo chiều, lúc đấy tôi mới quay trở lại thị trường. Kính chúc quý vị nhà đầu tư chứng khoán trong nước luôn gặt hái được những thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.